Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 6. Một tân kim thân Phật trở về Phật giới mà có khối công đức vô lượng thì tân kim thân Phật này sẽ được ngự ở đâu trong các tầng hoặc các vùng ở Phật giới? Nghi lễ tiếp đón vị tân kim thân Phật có công đức vô lượng này tại nơi Phật giới được tổ chức như thế nào? Ở đâu thành phần tham dự có những ai? Vì sao? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Kim thân Phật có công đức vô lượng thì được chọn các nơi như sau. Một á, là phải được chọn tranh chức Phật Quay Âm Dương. Hai là chọn tranh chức trưởng các ban trong hệ thống Phật Quay Âm Dương. Và cái thứ ba đó là chọn đi làm thầy dạy đạo, giải thoát ở các nước trời cực lạc trong hệ mặt trời. Còn đối với kim thân phật có công đức nhiều, thì được chọn các nơi như sau: chọn vào các trái đất ở vùng đại thiên phật giới để giúp các kim thân phật siêu nhỏ, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình để mình có hạt công đức. Còn đối với kim thân phật có công đức vừa, thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng trung thiên Phật giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình có hạt công đức. Còn trường hợp kim thân Phật có công đức ít thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng tiểu thiên Phật giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hoặc làm việc trong các bang của Phật Quay Âm Dương để mình có hạt công đức? Câu hỏi này rất hay, xin mời cô Tuyết Thơm hỏi tiếp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 7. Vị Tân Kim Thân Phật có công đức vô lượng ngoài việc được phép lập quốc tịnh độ ra, vị này còn được những quyền năng hay nhiệm vụ đặc biệt nào khác nữa không? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Một tân kim thân Phật có công đức vô lượng thì chỉ chọn theo luật của Phật giới như nêu trên chứ không ngoài luật này được. Xin mời câu hỏi tiếp. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 8, mỗi hành tinh tịnh độ có tuổi thọ là bao nhiêu năm? Việc quản lý nước tịnh độ của một vị Phật kéo dài bằng tuổi thọ của hành tinh này hay như thế nào? Tôi là Thiền Giang Tuấn, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Thiết Thơm. Hành tinh tịnh độ thì không có tuổi thọ, do vị Chúa Trời quản lý. Còn vị Phật đến hành tinh tịnh độ là để dạy học, đạo giải thoát, do vị Chúa Trời này thỉnh đến dạy. Xin mời cô hỏi tiếp. Câu hỏi 9. Mỗi hành tinh tịnh độ trong tam giới sẽ có một vị Phật danh là Đức Phật A Di Đà quản lý hay mỗi hành tinh này có một vị Phật mang danh khác nhau quản lý? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin trả lời câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Thì cô phải hiểu căn bản như như, như sau. Ở mỗi tam giới thì đều có 6 danh Phật dạy đạo giải thoát như sau. Hành tinh mà nước trời cực lạc ở phía đông mặt trời gọi là nước trời A Sơ, thì do vị chúa trời này làm chủ và quản lý thì vị chúa trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát nên vị Phật này có danh là đức A Sơ Bệ Phật. Tiếp theo á thì hành tinh nước trời cực lạc ở phía tây mặt trời gọi là nước trời A Di Đà do vị chúa trời làm chủ và quản lý thì vị chúa trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát nên vị Phật này có danh là đức Phật A Di Đà. Tiếp theo thì hành tinh nước trời cực lạc ở phía nam mặt trời gọi là nước trời Nguyệt Đăng. Do vị Chúa Trời làm chủ và quản lý, thì vị Chúa Trời này có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này có danh là Đức Phật Nguyệt Đăng. Còn hành tinh nước trời cực lạc ở phía bắc mặt trời gọi là nước trời Diệm Kim. Do vị Chúa Trời làm chủ và quản lý, có thỉnh vị Phật vào nước trời này dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này mang danh là Đức Phật Diệm Kim. Còn hành tinh mà nước trời cực lạc ở phía trên mặt trời gọi là nước trời Phạm Âm, do vị chúa trời làm chủ và quản lý. Có thỉnh vị Phật vào nước trời dạy đạo giải thoát, nên vị Phật này mang danh là Đức Phật Phạm Âm. Còn hành tinh thứ sáu là hành tinh nước trời cực lạc ở phía dưới mặt trời gọi là nước trời sư tử do vị chúa trời làm chủ và quản lý thì vị chúa trời có mời vị Phật vào nước trời này dạy đạo giải thoát nên vị Phật mang danh là Đức Phật sư tử. Thì cô phải hiểu căn bản 6 hành tinh thì có 6 danh hiệu. Xin mời cô tiếp thơm hỏi tiếp. Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 10 Công việc đầu tiên của kim thân Phật mà có công đức vô lượng sau khi trở về Phật giới là gì? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tiết Thơm. Công việc đầu tiên của Tân Kim Thân Phật là trình diện ba cấp Phật quay âm dương. Sau cùng nhận nhiệm vụ mà vị Tân Kim Thân Phật đã nhận. Xin mời câu hỏi tiếp. Tôi xin cảm ơn câu hỏi 11 một kim thân Phật có công đức vô lượng có thể san sẻ hay cho tặng công đức của mình cho kim thân Phật khác hay không? Cho bằng cách nào và trong trường hợp nào? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin trả lời câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Một kim thân Phật có công đức vô lượng khi vào tầng bình lưu trái đất. Đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đón nếu mà chung ấm thân của Phật gia nào có công đức vô lượng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói như sau. Phật gia có công đức vô lượng thì ở đây có nhiều Phật gia có công đức ít nên tặng cho Phật gia có công đức ít này vài hạt công đức để khi trở về Phật giới có kim thân Phật lớn hơn đủ sức di chuyển ít nhất cũng trong tiểu thiên Phật giới. Vì vậy các Phật gia có công đức vô lượng cũng nên tặng cho Phật gia có công đức ít này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa nói xong là các Phật gia có công đức vô lượng, liền lấy hạt công đức của mình đưa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy nghi sử dụng. Tôi xin cảm ơn câu hỏi 12, những người có công lớn để trợ giúp giữ gìn phổ biến bảo tồn pháp môn Thiền tông ở cõi Nam Diêm Phù Đề nếu sau này được giải thoát thì các vị này sẽ có mối liên quan gì với nhau trong công việc ở nơi Phật giới? Tôi là Thiền Gia Tuấn, thành viên ban giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Trị Tuyết Thơm. Tất cả những vị tham gia vào chương trình phổ biến Thiền Tông đều do sự sắp đặt của vị Phật, là vị giáo chủ của Đạo Phật. Xin mời câu hỏi tiếp. Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi 13 cũng là câu cuối cùng của tôi. Tổ chức tam giới do bốn vị Chúa Trời, Tứ Thiên Vương đứng đầu và quản lý. Tổ chức trái đất do các vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu đứng đầu và quản lý. Vậy, tổ chức Phật giới do vị nào đứng đầu và quản lý? Vị này vì sao được uy tín này? Tôi là Thiền An Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thủy Tuyết Thơm. Tổ chức Phật giới thì lấy theo tiêu chuẩn hạ công đức mà vị Phật này mượn thân và tánh người tìm được. Thì có các trường hợp công đức như sau. Công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức vừa và công đức ít. Xin cảm ơn cô Phùng Thủy Tuyết Thơm đã đặt những câu hỏi rất hay. Xin cảm ơn cô.